Có phải là bạn đang chán nản với việc luyện thi IELTS mãi mà không đạt được kết quả như mong đợi? Bạn sa đào về việc học tủ, học thuộc lòng vì bế tắc trong việc tự triển khai ý tưởng của mình? Lý do là gì nhỉ? Đầu tiên, các bạn hãy nhớ rằng bài thi IELTS đánh giá toàn diện 4 kỹ năng và việc quá tập trung vào lý thuyết mà không tập trung vào thực hành sẽ làm cho các bạn trở nên hoang mang trong quá trình ôn luyện. Ngoài ra, việc học thuộc lòng, học tủ không khiến chúng ta cải thiện được kiến thức, kỹ năng mà chỉ khiến cho quá trình học tập trở nên phung phí mà thôi. Vậy nên, công việc của chúng tôi ở đây là giúp cho các bạn có được phương pháp học tập đúng đắn, đi vào trọng tâm, tiết kiệm được thời gian và công sức của các bạn đó. Nào, chúng ta hãy cùng nhau tưởng tượng nhé. Một buổi học tại The IELTS Workshop cũng giống như một ván game vậy. Nói tới đây là thấy thú vị hơn rồi đúng không? Một ván game càng lên cao thì tính chủ động và khát khao được chinh phục của các bạn lại càng cao. Giống như một ván game, trong những buổi học ở The IELTS Workshop, các giáo viên sẽ giúp các bạn chia nhỏ kiến thức thành những nhiệm vụ nhỏ hơn, dễ thực hiện hơn, giúp cho bạn cảm thấy mình có thể chinh phục được những nhiệm vụ mới này, từ đó dẫn dắt các bạn đến những vùng kiến thức nâng cao hơn. Việc này sẽ giúp chúng ta thấy chủ động hơn này, tò mò hơn này, cũng như là có động lực hơn trong việc học tập. Và đó cũng là tinh thần của phương pháp giảng dạy Task-Based Learning đang được các giáo viên thực hiện tại The IELTS Workshop. Tại The IELTS Workshop, các bạn không cần phải ngồi ngay ngắn lắng nghe giáo viên từ cuộc đầu buổi tới cuối buổi như thế này đâu, mà quá trình học tập luôn diễn ra một cách hai chiều. Bằng phương pháp giảng dạy Test-Teach-Task, các giáo viên sẽ xác định được nhu cầu kiến thức của các bạn ngay từ đầu buổi học để xác định trọng tâm của buổi học ngày hôm đó. Và các bạn cũng có thể yêu cầu ngược lại giáo viên nhu cầu kiến thức của mình là gì. Phương pháp này đòi hỏi giáo viên phải có kiến thức chuyên môn vô cùng vững. Và các bạn hoàn toàn yên tâm, tất cả các giáo viên tại The IELTS Workshop đã trải qua nhiều lớp đào tạo bài bản trước khi đứng lớp và không ngừng cập nhật kiến thức của mình trong suốt quá trình giảng dạy. Và kết quả là gì nhờ? Quá trình dạy và học tại The IELTS Workshop đi ra từ chính nhu cầu của các bạn học viên đó. Nói như vậy, thì The IELTS Workshop có loại bỏ hoàn toàn các phương pháp giảng dạy truyền thống hay không? Câu trả lời là không nha. Có những kiến thức rất khó, các bạn học viên không thể nào tự tìm hiểu ngay từ đầu được mà rất cần sự hướng dẫn của giáo viên để có thể hiểu được nhanh và hiểu được chính xác. Và trong trường hợp này, phương pháp giảng dạy Present, Practice, Produce đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc dạy và học tại The IELTS Workshop. Đầu buổi học, giáo viên sẽ tiến hành giảng dạy tiêu điểm kiến thức đi kèm với một số hoạt động để các bạn có thể thực hành Practice, qua đó củng cố được kiến thức của mình. Và cuối cùng, để làm chủ được kiến thức, các bạn sẽ được tự thực hiện ngay tại chỗ một số hoạt động trên lớp cùng với sự hướng dẫn, quan sát và động viên của giáo viên nha. Nghe thì tưởng chừng như lên lớp phải nghe giáo viên giảng bài nhiều quá đúng không? Giáo trình tại The IELTS Workshop đã được tối ưu hóa để giảm thiểu các yếu điểm của phương pháp giảng dạy này bằng cách giảm phụ thuộc vào bài giảng lý thuyết, tăng các bài tập thực hành, từ đó khiến quá trình học tập của chúng ta trở nên thú vị hơn rất là nhiều. Các bạn khi luyện thi IELTS đều phải trải qua 4 kỹ năng, và trong đó hai kỹ năng Speaking and Writing là hai kỹ năng khó nhằn nhất. Và rất nhiều trong chúng ta đã rơi vào tình cảnh là học tủ này, học mẹo này, học về các bài văn mẫu. Điều này làm cho chúng ta mất đi tư duy phân tích đề bài cũng như xây dựng luận điểm, cũng như khả năng tự triển khai ý tưởng của mình vì đã quá quen với việc sử dụng ý tưởng của người khác. Thay vì bày cho các bạn ý tưởng sử dụng vào bài thi nói và bài thi viết, tại The IELTS Workshop, chúng mình sẽ giúp các bạn có thể tự triển khai được ý tưởng của mình một cách ý nghĩa và trọn vẹn nhất. Các bạn sẽ được luyện tập kỹ năng tự phân tích đề bài này cũng như tự triển khai ý tưởng của mình. Lúc đó, giáo viên sẽ đóng vai trò là người kiểm duyệt ý tưởng cũng như sửa bài cho các bạn sao cho bám sát với cái tiêu chí chấm điểm để tối ưu hóa kết quả cho các bạn. Bằng cách này, các bạn sẽ luôn trông thấy chủ động và dễ dàng xử lý những đề bài khó nhằn mà không lên lệch tủ nha. Các phương pháp giảng dạy tại The IELTS Workshop không những được các bạn học viên yêu thích mà các bậc phụ huynh cũng nhìn thấy được sự tiến bộ của con em mình. Qua đó, việc luyện thi IELTS không còn là một gánh nặng, mà chúng ta sẽ trở nên yêu thích, tự tin và có nhiều động lực hơn trong quá trình học tập của mình. Và đây cũng là giá trị cốt lõi mà The IELTS Workshop luôn hướng tới. Vậy nên, nếu bạn vẫn đang hoang mang và lo lắng với việc luyện thi IELTS mãi mà không đạt được kết quả như mong đợi, hãy đến với The IELTS Workshop. Với lộ trình học được tối ưu hóa và phương pháp giảng dạy vì người học, chúng tôi tự tin có thể mang đến cho các bạn trải nghiệm về một môi trường luyện thi IELTS xứng đáng.